Kính thưa thầy Nguyễn Minh Kiên và kính thưa thầy Nguyễn Văn Trương, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô trường trung học cơ sở Quỳnh Mỹ đã về dự. Thưa toàn thể các cựu nhà giáo hôm nay cũng đã trở về dự với các em học sinh khóa 90-99. Thưa toàn thể các em, chúng tôi vẫn dùng từ các em bởi vì cái từ các em này nó rất trẻ và nó trẻ mãi trong đời, không bao giờ ai thay thế được cái từ khác. Cho nên là xin phép các thầy các cô, tôi được dùng từ các em cho thân mật. Các em thân mến, cứ mỗi khi về dự với các em trong cái buổi tề tựu như thế này, chúng tôi sống lại rất nhiều. Cái sống lại lớn nhất đối với chúng tôi đó là tinh thần. Thấy học trò của mình phát triển và đến bây giờ về, em nào cũng rạng rỡ, em nào cũng phát triển và chỗ đứng của các em trong xã hội rất quý. Thầy không có điều kiện thời gian cho phép được kể từng em, nhưng mà cái chung là các thầy phấn khởi. Các em ở môi trường công tác, mỗi em một nơi, đấy, mỗi em một hoàn cảnh, mỗi em một công tác và mỗi em đóng góp cho xã hội một kết quả rất lớn. Tôi lấy ví dụ như gần đây, ngay địa bàn của chúng ta thôi, như là cái học sinh Thúy là được nhân dân tín cậy và bạn bè rất là quý và các em công tác rất tốt, hay là đồng chí Trường, đấy, thế rồi là nhiều các em khác để lại cái niềm tin cho quần chúng nhân dân, tôi thấy rất quý. Nói thì có thể là các em cho chúng tôi nói có khoảng 2 tiếng mới hết được, nhưng mà thôi, tóm lại là vui, phấn khởi và cũng thay mặt cho các thầy đang chức và các cô đã về hưu là cựu nhà giáo là vui, phấn khởi. Chúc các em chúng ta mạnh khỏe và để lại trong lòng chúng tôi những cái việc làm các em hôm nay rất xúc động. Xin chúc sức khỏe các em phát triển và thành đạt. Xin cảm ơn.